Oh, xin chào anh em, mình sẽ giới thiệu nhanh cho anh em những cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn trên website của Sò là một cho anh em nha. Thì trong tháng 4 này là một tháng lễ nên anh em biết có rất là nhiều chương trình khuyến mãi và ở Sò là một cũng không ngoại lệ. Anh em có thể thấy ở trên màn hình có rất nhiều cái chương trình khuyến mãi mà ngay trên trang chủ anh em có thể thấy rồi. Anh em vừa được mua hàng khuyến mãi, vừa được hỗ trợ trả góp tới hạn mức 5 triệu 0% lãi suất và anh em còn được hỗ trợ phí ship đồng giá khi anh em mua gói ship. Và nếu anh em bước vào cái thư một tung sale đón lễ lớn thì anh em sẽ thấy wow, quá trời khuyến mãi luôn, và anh em chỉ cần nhấn vài cú click là có thể đặt hàng được rồi. Đây, một khuyến mãi đó là DCD999N đang được khuyến mãi với giá chỉ có 3.659.000 khi anh em nguyên cái combo gồm thân máy kèm với cái bộ vít của Dewar với mức giá bình thường là 4.089.000 nhưng hôm nay là 3.659.000. Nếu trả góp anh em sẽ trả trước là 1.219.000 cho 3 kỳ. Tất cả mọi thông tin đều có trên cái website nên anh em cũng không phải lo lắng ha. Và đây là những thông tin của sản phẩm mà anh em có thể đọc và có thể lựa chọn để mua hàng. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đón xem những cái sản phẩm hấp dẫn khác, đó là cái máy rửa xe Black & Decker. Con này đang được giảm giá là 1.590.000 và anh em còn được tặng thêm một chai xà bông của thương hiệu cực clean test sản xuất từ Mexico. Và nếu trả góp anh em vẫn có được trả góp với mức giá là 530.000 cho kỳ đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem, đó đây con này mới hấp dẫn, SCH20C2K. Con này thì anh em sẽ được mua tặng kèm một cây vít, một cái bộ vít của thương hiệu Stanley. Và chưa dừng lại ở đó đâu, sau video này anh em sẽ còn được khuyến mãi, và nếu anh em nào đã xem video này thì hãy thử vô xem coi nó đang có khuyến mãi gì hấp dẫn. Tiếp theo là một cái con máy cưa lọng tặng một cái hộp vít. Đây là một cái combo mà rất là nhiều anh em thích, hết hàng, anh em thấy cháy hàng luôn không? Cháy hàng là do hết hàng luôn á. Thì anh em hôm nay nhớ tranh thủ mua, tại vì đây là một sản phẩm rất là hot và giá số 1 có thể nói là tốt nhất thị trường luôn. Bộ DCD796D1, sản phẩm rất là hot, dẫn luôn 3.499.000. Ok, còn rất nhiều sản phẩm khác thì anh em cứ lên website của mình, thích cái nào lựa cái đó mua, chọn vào giỏ hàng. Vì mua hàng vô cùng đơn giản và dễ dàng, chỉ cần vài thao tác đơn giản. Anh em chỉ cần thêm vào giỏ hàng, sau đó anh em tới giỏ hàng, sau đó anh em thanh toán. Việc thanh toán thì nó cũng rất là rõ ràng, minh bạch ở đây, và anh em có thể áp dụng thêm những cái gì? Những cái mã khuyến mãi. Ví dụ là anh em mua hai cái, anh em có thể áp dụng mã free ship 1.500. Và đó anh em sẽ tiến hành thanh toán. Anh em có thể áp mã ở đây bằng cách em dán cái mã này vô và anh em sẽ được miễn phí vận chuyển. Wow, quá hấp dẫn và tiện dụng đúng không? Và chọn thanh toán là trả góp qua hình thức trả góp funding. Đây, anh em sẽ có thể trả góp 3 kỳ với funding và chúng ta chỉ tiến hành đặt hàng vậy là xong. Cảm ơn em đã xem và theo dõi video này, và hãy vào ngay website là store1.vn để cùng nhau xem những cái sản phẩm, những thông tin và mua hàng cách vô cùng tiện lợi và dễ dàng.